Hello my friend, welcome back to my channel. Tôi đây là Play It. Bootsy Play Time, Project Play Time now. First play. Ok. Đây là phiên bản chơi trên mobile nhé các bạn ơi. Ok. Đang đợi người chơi và còn một người chơi nữa là sẽ vào. Game starting nào. Ok, so let's go. Okay, so let's go. Sẽ tiếp tục chơi nha các bạn nha. Waiting for loading game. Tiếp nha các bạn nha. À, mình sẽ tiếp tục chơi sau. Ok, so next Blazer Bobby Blazer Moby. And but one. Okay.
tiếng bước chân. Đây có một khẩu súng. Đây là những viên đạn. Tiếp theo mình sẽ xuống cầu thang. Wow. Buxi bu. Bố đang đuổi. Hai con. Ô mẹ gọi. Không có hai con luôn. Ok, tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi bộ logic bộ lota bút xịp bù. Wow, hai con Buxi Bu đứng trước mặt này các bạn. Wow, con Buxi Bu kìa. Ok, rất chi nào. Có mấy Subu kìa, nó đang đi đâu này. Wow, hai con luôn. Ok, mình sẽ chạy lên tầng. Sai phát. Và đi đờ. Ok, xuống đây Blazer Booty Blazer Multi.
giống như trong tờ mốt các bạn. Bút Shibu cho đủ hết. Không lan được. Ok, tiếp theo mình sẽ chuyển sang F&F Boot Shibu. Ok, đang đợi con Boot Shibu vào để mở cửa nhé các bạn. Đấy, nó đang vào nè. Wow, bị dính bẫy luôn. For light left. Nó đang đang ở ngoài kia, nó đang phát hiện rồi. Chạy vào. Nó đang đứng kia này. Đã chạy ra. Đấy, nó đang chạy vào. Ok.
Ok, tiếp theo mình chuyển sang Blue Jack Blue Time nào. Boot missing nhiều. Tiếp tục mình sẽ chuyển sang chơi FMF Possible.